Gì? Vũ ngồi đó hả? Ngồi đó được không? Hả? Ốc gì? Kiếm ốc gì đó? Ờ, hết sống rồi ta. À, còn sống luôn. Hả? Còn nhìn ở đây nè, bu ra đây nè. Ra đây nè, đi ra đây nè. Ra đứng ngay đó luôn á, ờ, ngay đứng đó. Được không? Cái sống, sống bên kia kìa, sống bên kia nhiều lắm rồi. Đó, bu thấy sống bên đây không? Nè, đi ra đây. Ờ, muối nè. Thấy muối không? Nè, muối nè. Đó, muối nó... Đi đâu? Ở đó làm cái gì? Thì con đi cẩn thận chứ. Con nắm và đi. Đi cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đi đâu, đi đâu? Ôi, không đi ra ngoài này nữa hả? Hả Bung? Đi cẩn thận. Trời ơi, leo gành đá dĩa. Từ từ, để cho chú ra. Cẩn thận Bu ơi. Kiếm gì vậy Bu? Ốc ở đâu ra? Xuống dưới đây con coi có ốc nè, xuống vào nước đây nè. Xuống nước đây nè. Xuống nước đây nè. Đây nè, xuống nước đây nè. Xuống nước này chỗ này nè. Xuống nước chỗ này nè. Cởi giày ra đi xuống dưới nước đó. Có dám cởi giày không? Cởi giày ra, bỏ giày ở trên đây đi rồi xuống nước đó. Cởi giày ra, cởi giày ra, bỏ giày ra, ngồi xuống bỏ giày ra. Bu. Ngồi xuống bỏ giày ra, bỏ giày ra. Tại sao? Chứ con mang giày xuống dưới đó luôn hả? Kiếm gì vậy? Nè mấy con sơn. Ui xuống đây nó chém á. Này nó bén lắm á. À. Có sò không nó bén không? Nó chém á. Đi ra ngoài này nè, đứng ra này nè. Biển quá trời, sóng quá trời nè. Đi nè. Đó. Hả? Đi đó đó. Dạ. Qua đây đẹp nè. Qua đây nè cô. Nè sống đây nè. Đây nè sống đây nè, sau cô nè, đó đó sống dữ không? Đó. Ừ. Rồi chào ba tí. Ừ, sống ghê chưa? Đó. Sống. Ốc hả? Trời ơi, mò cua đấy. Ừ. Cái đó cái vỏ, vỏ sò thôi. Thôi tí nữa ba cho con ốc. Ốc nhiều lắm. Ừ. Nhìn đây cười cái đi. Nè nhìn ở đây cười cái nè. Khi rồi.